án hả con? Con vô đi. Có ai theo con không? Dạ không thầy. Tốt. Con thay đồ đi, rồi mình làm lễ. Thầy ráng giúp con nha thầy. Con không giấu được gia đình con nữa. Mày làm gì vậy sỏi?
Mày đưa đấy. Đồ chơi của con mà. Đồ chơi gì hết, biến thái gì vậy thôi. Mày gì đây? Trời ơi. Đi về, một chút tao tới sổ ba mày. Còn mày đi về nhanh cho tao. Chút cái tục. Này đồ chơi. Đi. Tao biết má mày bây giờ. Đi. Mày biến thái gì vậy thôi. Sợi thôi. Đi về. Hả? Đi nhanh. Ai muốn cho quà ăn không? Ê, sao ôi, sao lại với tao? Sao hả? Thác hả? Trời ơi. Châu, chú nói con quà đi làm xí hả châu? Không phải đâu đại ca. Chú là thầy Lan. Mấy đứa biết thầy Lan không? Biết. Thầy Lan là người chú bệnh. Giống mà ba mẹ của tôi là tụi bay. Ừ. Giỏi. Nè, chú đậu ghé đây vài bữa được không? Chú phải hỏi ông Sang. Ông Sang? Ừ, ông Sang là người chủ đất. Nè, tụi con đưa chú gặp ông Sang có được không? Được, chú đi theo con. Ủa mà chú tên gì vậy? Chú tên Huỳnh. Cắt cổ nấu cháo cho ba. Gà cua bắp mà làm thua mẹ nó tiền. Mà đâu có biết mấy quỷ đi nó làm gì trời. Tao đi. Dạ. Ha ha ha!
Nên của mày nè, tao đào được của tao, của mày nè. Đâu đây? Của tao, của tao. Ở đây mà có ma thiệt, tao với mày là hai thằng bị nhập đầu tiên, đúng không Tám? Tám. 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 Mày biết sợ hả? Sao không biết ba? Biết sợ miệng còn thúi nữa. Ăn luôn đi mày. Tụi nó lấy dùm tụi cái gối. Nó bị câm điếc không nghe được đâu mày. Sám ơi, ráng lên con. Ráng lên con. Nó không sờm nữa rồi. Cho nằm nghỉ chút nữa. Hay quá. Quay ơi, tắt nhang đi quay ơi. Nhang qua đuổi mũi chứ đuổi vòng không được đâu. Lấy đi cho bạn. Thằng quỷ, đi về đi. Đi đi. Bà con làm ăn về, không có chuyện gì đó bà con ơi. Thôi về, 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 về. Mày đi về luôn giùm tao đi. Về đi bà con. Không có chuyện gì để coi đâu mà. Thôi về đi. Gì đâu, mọi người làm ơn về em tôi đi. Gì vậy? Bằng bạc không buôn bán gì? Bán sao có giá? Đưa tay mà tao coi thôi. Tao thấy cái dòng mày được lúc nào đang bán đi. Còn phi cái này là cái dòng phù hộ của tao, không có bán được. Cái dòng này hai đứa kiếm cho bụng này kiếm hoàng. Nhưng mà tao thấy trước, tao lấy. Đưa đây. Không đưa. À dạ, mày làm gì? Gì vậy? Buồn quẻ ai vậy? Nhỏ này giặt đồ mướn không lo giặt đi mày. Ôi, 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 ôi. Ôi. Ủa? Anh Kỳ. Ủa, sao nay đi đâu sớm vậy cán bộ? Tôi nghe nói mấy hôm nay có anh Quỳnh nào mới tới hả? Ủa, có chuyện gì vậy anh Kỳ? Bộ ổng bị chi nã hả? Ai nói với mấy anh vậy? Ủa, anh đừng nói với em là mấy cái vụ mà cướp trên thị xã là có liên quan tới ông nội đó nha. Ôi, gắt à mày. Nó đang đào vàng mướn cho ông Sang đó. Biết rồi ngoại ơi. Có giận. Mà nói thiệt nha, kêu ông Sang bỏ tiền ra mở cái phòng trị bệnh cho người ta còn mau giàu hơn.
nghĩ sao mà đất ông Sang có vàng mà đào. Ngu, nó ngu như tụi bay mới tin là thằng Quỳnh nó biết chữa bệnh á. Mà ít ra chữa hay hơn bà. Cái phép của bà có chữa được cho ông Sáp đâu. Ờ nó nghe là bữa nào dắt con Yến qua cho ông chị đi. Ông đó chị hay lắm, làm phép đứa nào đó đấy. Nghịch chỗ này không? Im cái bọn mày không tắt. Chữa bệnh hay đầu vàng gì cũng được. Nhưng mà hai anh nhớ nhắc anh Quỳnh giùm. Ngày mai mang chứng minh nhân dân lên xã gặp tôi để đăng ký tạm trú tạm vắng nghe. Dạ em biết rồi, dạ em nha, em gặp em nhắc á. Anh Kỳ về cẩn thận anh Kỳ ơi. Dạ. Chào cô Tư. Chào sỏi. Ủa thầy biết dùng thủ ngữ hả? Dạ lan bạc đây đó, biết chút chút. Tôi mang ít lễ vật đến biếu thầy. Tôi ăn chay, nhưng tôi sẽ nhận con gà này dâng cúng, nhờ ơn trên phù hộ cho cô. Thực ra là tôi mong thầy giúp cho tôi được nhiều hơn cái chuyện ơn trên phù hộ. Bởi vì Yến con gái tôi, từ ngày nó sảy thai, hồn vía cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đâu. Tôi nghĩ nếu nó đậu thai lại, chắc lấy lại được hồn vía. Hôm trước tôi thấy thầy trị bệnh cho con Sáp, tôi nghĩ chắc thầy giúp cho tôi được chuyện này. Thú thiệt với cô, bây giờ có đậu thai, mình cũng không giữ được. Cổ bị dông theo, hài nhi chết non, nó sang bào thai mới. Trừ khi mình làm cái lễ trục dông. Cái nhẫn này là cái kiểu y chang như ông chồng cũ của Muối hôm bữa tôi thấy bán bên tiệm vàng Mai á. Chắc là trả nên kẹt tiền để mua dầu dừa với lại mua sữa cho con vợ đang có bầu. Mà hai người đó giờ khó khăn là đúng. Bậy bạ quá. Nhỏ đó bằng nửa tuổi trả mà trả cũng lấy vô được. Điên thái. Già trẻ nó không quan trọng, quan trọng là nhỏ này đẻ không được. Rồi bà nói như bà đẻ được vậy. Đủ rồi nha, đi qua bán cho ông Mai đi. Tôi mệt cái miệng với ông mấy bà quá. Bà hai nói tôi có nói gì đâu Mối. Mấy thâu tôi đi Mối. Thôi đống này 500 cũng được nữa. Mối, chịu khó thâu tôi đi. Thâu xong tôi giới thiệu cho Mối. Ông thầy mới về chỗ mình ở. Ông giỏi lắm Mối. Nghe nói ông thầy này thầy hay vậy. Thầy bà về đi dụ người khác đi. Nói nghiêm túc á, tôi biết tính Muối mà. Bảo đảm với Muối luôn. Ông thầy này ngon lạnh. Ổng là thầy bận đồ với thầy tu nữa. Cái gì bên bụng con nhỏ vậy? Bảy hương và gió liễu là chất gây tê. Tại sao? Má, tôi phải cảnh báo cho mọi người, đừng ai xen vô khi tôi làm chưa xong. Nếu không sẽ nguy hiểm tới cô Yến. Mọi người hiểu chưa? Tôi hỏi hiểu chưa? Dạ dạ hiểu rồi thầy. Má để cho thầy đi. Bây giờ tôi cần một người phụ. Con ngóng lại. Ừ? Nó khùng, nó biết tiền gì đâu mà kêu hết trẻ. Sỏi, lên đây phụ thầy. Nguyễn sao, hết kêu khùng tới nhỏ điên cả. Hết kêu khùng tới kêu cầm. Cầm nè. Thank you.
Asato ma sa ga ma ya. 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 Lên đi, đừng có trò ma quỷ này lại đi. Má, má đừng làm gì má hại quỷ mà còn lại má mà má. Asato ma sa ga ma ya. Asato ma sa ga ma ya. Asato ma sa ga ma ya. Cái gì vậy ma? Cái gì vậy? Trong đó thì một bán kìa. Ủa, nhiều lắm. Sao mà biết vậy? Con nói sao hả con? Con sao? Cảm ơn thầy. Thầy Quỳnh, có phải thầy muốn kiếm một cái chỗ để trị bệnh cho bà con sớm đẹp không? Có muốn bàn với thầy cái chuyện đó đó. Chú muốn sợ qua làm việc cho tôi. Dạ, tại thầy vừa chữa hết bệnh cho con Yến, cho nên con sổ nhà tôi nó bị thất nghiệp. Tôi nghĩ thầy nên nhận nó. Nhưng việc cúng kiến linh thiêng lắm, tôi không muốn người ta nói vô nói ra. Vậy là đúng đó thầy. Con sổ nhà tôi nó vừa câm vừa điếc, mà nó còn mù chữ nữa. Thôi tôi nghĩ vậy nè, thầy thử cho con sổ nhà tôi nó qua thầy làm thử một tháng. Nếu nó làm được thì thầy trả lương cho nó. Còn nếu nó làm không được thì trả về cho tôi. Thầy nghĩ sao?